Chào mọi người, hôm nay mình có một số cây phôi khai thác giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là lô ba phôi cà kê và bọc phôi găng gai, hàng gọi là cây bánh ít. Cây phôi cà kê. Lô số 1 giá giao lưu là 380 bao ship, bao gồm 4 phôi. Ba phôi cà kê và một phôi găng gai. Cây găng gai hay còn gọi là cây bánh ít. Những cây này cao hơn 30. Lô số 2 bao gồm 3 loại cây, một cây cho mọi lá tròn. Cây này có thể ghép được sam núi trái. Cây cao tầm 40 và một phôi trà phúc kiến. Phôi trà phúc kiến cao tầm 30 và một phôi cây cà kê. Giá giao lưu lô số 2 là 380 bao ship. Cây số 3 là một cây hồng mai. Cây hồng mai cầm rừng. Cây này cao tầm 45. Tán ngang 35. Giá giao lưu là 380 bao ship. Tiếp theo là cây số 4 là một cây dúi. Cây dúi giá giao lưu là 450 bao ship. Cây rất là to. Cây có chiều cao tầm 80. Cây rất là to. Cây cuối cùng là cây sầm đá. Cây sầm đá mã số 5. Giá giao lưu là 800 bao ship. Hoành thân tầm 28. Chiều cao là 70. Mình xin kết thúc clip tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình và cũng là số Zalo của mình. Cây sầm đá, bông sầm rất là đẹp luôn. Cái này bắt đầu tàn rồi. Bắt đầu tàn, đang đậu trái. Có gốc rất là đẹp. Sầm. Awesome.